Hai chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Holocool. Ok, bây giờ chúng ta còn 130 thôi. Vô. Đến với con tướng thứ ba. Con này thì hay là mình chơi con này ta? Không, nhưng mà mình thôi mình chơi hết vàng 5 đặng tướng trên trước đi. Xong rồi mình chơi với con này sau. Ui da. Ui da. Cái con này đá lưỡi à, bé bạch tuộc à. Ôi ơi. Dễ thương đấy. Ok. Ok. Oh, lava bucket. Cái này The Void thì nó sẽ làm slow giảm cái tốc độ chạy, tốc độ của mấy con quái xung quanh là 20%. Cái này thì tăng dam. Cái này cũng vậy. Ok, spinning là mình con nào mà đứng ở trong cái vòng cái lava bucket này sẽ nó sẽ bị đốt cháy. Thôi đúng ghê. Nó quăng mấy cái bình cũng chí mạng lắm chứ bộ. Ai chà, điểm kinh nghiệm. Ôi ôi, có cái điểm kinh nghiệm là ngon bạn. Điểm nghiệm giúp mình lên level nó nhanh. Đó, mình up được nhiều chiêu. Vậy đi. Ok. Hết mẹ rồi. Quái bu đông đấy. Đây da. Đây da. BL book. Up lava bucket lên luôn. Mấy cái chiêu này nó không có gì để chơi các bạn. Up lava bucket lên. Hay quá. Sắp giết được hết quái rồi. Ok. Má quái đầu đứng đó thì vậy. Ăn máu, máu. Fan beam. Fan beam, ok, fan beam. Khá đấy. Có 10%, nói chung hút kinh nghiệm cũng nhiều. Kinh nghiệm nữa, đúng rồi. Hay đấy. Ôi. Hay quá. Lại kinh nghiệm nữa nè bạn. Chơi. Cái tiệt chiêu xoáy bót. Ôi. Ghê vậy. Kinh nghiệm mắc luôn đi. Mắc 5 kinh nghiệm luôn cũng được. Mình nói thiệt luôn á, mắc 5 kinh nghiệm luôn, mình lên level mình nhanh chút xíu mình gỡ lại mấy hồi bạn. Chủ yếu là bây giờ chịu khổ thôi, chút xíu nữa mình sướng. Khổ trước sướng sau thế mới giàu bạn. Ừ, rớt rồi rồi. Bom, ok, bom. Lại là bom à, ok luôn. Kinh nghiệm luôn, kinh nghiệm mắc rồi đó bạn, 5 level là mắc rồi đó, không có nói nhiều được. Lava bất kẹp. Thấy vậy chứ lava bất kẹp lia quái nó không có ngon bằng phanh bim bạn ơi. Ồ chắc là mình lấy phanh bim cho nó khỏe. Từ à, sao có vẻ giống chết quá. Có vẻ giống chết quá bạn. Hay quá nổ. Mua body giáp cái siêu này được nè. Phan bim. Ây da. Má dướng cái cây chó thiệt. Vậy mà cũng chết nữa. Ôi ôi cây thiệt, dướng cái cây rồi kẹt con quái không chạy được. Ôi ôi, kiếm được con 170 thôi, retry luôn, tiếp tục. Nhé, cây thiệt. Nè dướng cái cây thì má mất dạy thiệt, nhiều khi cái mấy cái cây này nó cũng bóp dễ sợ luôn mà. Spider cooking ngon nè, spider cooking này tuyệt vời.
Spider Cooking này giúp mình lia quái giai đoạn đầu cũng khá nè, cho nên là mình kiếm được nhiều kinh nghiệm hơn. Rồi gãy ráng. Hay đấy, ôi chà. Ôi da, cái này sao? Hút máu. Nhanh nào. Cái này phải lấy được rồi, nãy 5 điểm nữa kinh nghiệm ngon quá trời, cuối cùng lại chết trong cái đó mà nhục tôi chứ. Ồ, cái này giờ làm sao đây? Attack by 5% tu. À, cái này nó lại theo kiểu là nó sẽ tăng attack của mình lên hả? Cũng khá đấy chứ, đúng không? Nếu mà bất kỳ cái target nào ở trong cái 150 speed á, thì nó sẽ tăng attack của mình á. Chắc là nó tăng attack của mình lên. Ok, kiểu như là quái nó càng gần thì bạn càng nhiều đam, chắc vậy. Ôi da, má mấy con gà. Con gà nhiều khi cũng khổ đó. Ok, Body Below, lấy cái này sớm đi. Rồi, dáng này thì không có kinh nghiệm nha bạn. Dáng này không, hoàn toàn không có kinh nghiệm luôn. Hơi xui. Phải có kinh nghiệm kìa, chút xíu nữa mình mới ngon được. Hay quá. Ô, hút đi em, hút đi. Hút đi, hút nữa đi em ơi. Hay quá, hay quá. Oh, Spider Cookie. Đó, bây giờ lia cũng vậy cũng nhanh. Ok. Ok, ôi, cái này kết hợp với lại cái nãy mình lấy á. Ngon quá ha. The Void, cái này slowly, mình không cần cái này lắm. Lấy cái shield đi. rụng cũng nhiều đấy bạn, rụng cũng nhiều đấy. Boss à. Ui, Casting Ball à, lậm luôn. Casting Ball này hình như kết hợp được nhiều thứ á. Ok. Cái symbol này là nó chỉ đẩy ra như vậy thôi đó hả? Nó tưởng là nó có cái gì hiệu ứng gì ghê lắm, nhưng mà hình như đẩy ra nó cũng nó cũng gọi là knock back quái với lại gây đam. Cũng được, nói chung là tạm ổn. Để mắc luôn cái cookie này lia quái cho nó lẹ. Wow, tự nhiên cái rớt cái đó ra ngon dữ trời, hên xui bạn ơi. Cái pha đó là hên xui nha. Hên xui. Ok, ôi kinh nghiệm đói. Đúng rồi bạn ơi, kinh nghiệm được. Cái này thì sao? Cái này hình như kết hợp được với fan beam thì phải. Mình không nhớ rõ nữa. Không biết là kết hợp với fan beam hay là cái light stick nữa. Không biết, để xem chút xíu nữa mình kết hợp thử coi nó ra cái nào. Bớt dây đi. Mẹ, mấy con này nãy bị giết tao là tao thấy không vui vậy đó. Mày dám giết bé bạch tuộc của tao hả? Dễ ăn của ngoại lắm con. Wow. Cái gì đây? Bom, kinh nghiệm. Kinh nghiệm level 2 thì nói chung là lên level cũng nhanh rồi đó. Mà nãy level 5 mới đã. Level 2 là còn gọi là em bé thôi. Nhưng mà kệ, cũng nhanh hơn là không có cái nào. Méo mó có hơn không? Tốt. Bốt rồi. Bố mày lại đè mày vô. Ôi, cái Casting Ball đó nó làm cũng ghê chứ ha. Ôi da. Yeah.
Bom. Bom được không ta? Bom, ok, bom. Hình như bom kết hợp được với lại cái thớt thì phải. Ờ, cái tinh bo. Ây à. Tao tưởng mày không rớt, mày không chết chứ. Ừ, cuối cùng cũng chết ha. Ôi, lava bucket ngon nè. Hay là low stick đây ta. Low stick đi. Ok, kinh nghiệm. Mình lấy kinh nghiệm trước, mình lấy kinh nghiệm trước chút xíu nữa. Thế nào mình cũng lời, tại vì mình giết được quái á. Level mình lên cao, mình nâng được chiêu thì thế nào mình cũng lia được nhanh. Mà lia nhanh thì nó lại càng hợp lý cho cái kinh nghiệm nữa. Ok. Mắc ớp, khỏi ra nữa luôn. Nó đã mắc rồi thì nó sẽ không ra ở trong đó nữa. Cho bạn khỏi mất công, bạn phải chọn. Nó mất đi một slot phải không? Sẽ được nhiều slot ra đồ bạn cần hơn. Ok. Level 3 kinh nghiệm thôi đó mà thấy có vẻ như lên level hơi nhanh nè, level 4 luôn nè. Stick ngon quá. Ok. Ok. Ô, 5 rồi, mắc rồi đấy, mắc kinh nghiệm rồi, ngon rồi. Ván này không thua nữa bạn ơi, ván này không thua nữa. Nhất quyết là không thua nha. Ok. Ok, ô chà. Bom. Ây da, vậy mà cái chiêu con này hơi yếu nha. Ờ, cái kỹ năng con này hơi sida. Ồ, xoay ghê, có vẻ như ghê đấy. Ờ, xoay có vẻ như chí mạng đấy, nhưng mà thật ra nó không có đam. Ồ. Con boss này trâu ghê. Chơi cái con đầu là cái con mà giết boss nó nhanh nhất, nó sướng nhất. Tại vì nó làm slow á, xong rồi cái nó tăng tốc đánh cho nó nữa. Cho nên là nó giết boss rất là lẹ. Cái nào giờ ta, cái này tăng đam của cái vòi bạch tuộc cũng ghê. Nhưng mà cái kích này cũng hay nè. Ok, ui, hai level luôn hả, dữ vậy. Ok, cái hồn hút máu. Sao có vẻ nghe nó hơi thiếu đam vậy ta. Kích tin bò. Giết mấy con này luôn bạn. Giết mấy con này mở đường chạy luôn. Tụi bay nghĩ là tao giết không được tụi bay đúng không? À, tao giết hết luôn ở đó mà xạo hả? Giết được con nào thì nó rụng con đó bạn. Còn không chút xíu nó mất đi cũng vậy à. Bạn không được ăn. Ui, được đấy. Cái nào giờ ta? Ồ, cái tin bò. Ngon quá. Kinh nghiệm level 5 mà, lên level nó cháy máy bạn ơi. Bơm. Bơm là tốt, bơm là tốt. Ừ, hút quá ngon. Bơm. Ừ, bơm mắt luôn, bơm 7 là mắt luôn nha. Mắt bơm luôn đi rồi cái mình nâng mấy cái chiêu kia sau. Ôi vỡ đầu. Cái này luôn, mắt luôn, đúng rồi. À, bơm. Boss à. Boss nè. Ủa mày dí mày tới nơi luôn con à. À, nhưng mà không thể nào giết boss được. Đúng là cái kiêu con này nó yếu nha. Ờ, cái kiêu con này nó hơi yếu các bạn. Yếu thì yếu chứ.
nó cũng ra gì lắm chứ bộ, yếu là yếu lắm hả bạn. Cái này luôn, đúng rồi. Ok, từ từ. Có bơm mắt mà, bơm mắt nổ cũng đau bạn. Rồi có cái độc nhện nữa, à cái nhện nấu nữa cũng ngon. Ê, coi như là có cây đam chút xíu đi. Ây da, mấy con này giết được không ta? Ây da, shit. 3 chiêu, lấy hết. Low stick level max. Nữa cái gì vậy, sao tụi này nó đông dữ vậy trời. Tính ra là mình cũng giết được nó đó chứ không phải giỡn đâu nha, nhưng mà giết không được nhiều thôi, mình có cái hút máu mà mình đâu có ngại. Ôi, 3 con gà này là cái gì vậy? Ôi gà, ôi gà, gà chạy lại dâng điểm kinh nghiệm cho mình mà, hiểu không? Gà nè, ôi ôi sao chảy ráo vậy, gà ôi quá trời điểm kinh nghiệm luôn. Cái tinh bo lên vào 5. Ok, mấy cái cục màu xanh xanh dương nó không ngon bằng mấy cục màu xanh lá. Cái cục màu xanh lá nó lên level nhanh hơn. Ôi nhưng mà bây giờ xanh dương hay xanh lá gì cũng vậy, 33 level bạn, 5 điểm level kinh nghiệm mà 30% cái điểm gọi là tăng kinh nghiệm thì nó lại tới công chuyện quá luôn. Ý, cutting board. Hên là mình không có nâng cái credit card á nha, nhưng mà nó lại rớt cái thớt cái đồ nâng cấp hơi nhiều. Mắc ớp rồi. Thành dương đâu? Boss à. Từ nha. Ôi, cái con này nó không bị đẩy hả? What the fuck? Thôi chỉ chết mẹ rồi. Nguy hiểm quá bạn ơi. Né. Ây da, lại trúng con boss. Má, con này trâu dữ vậy trời. Rồi chừng nào mới giết được nó trời. Hơi khó đấy bạn, hơi khó đấy nha. Rồi ơi, chết rồi. Bị con boss nó dí xúc quần luôn bạn. Tao tưởng mày không chết luôn chứ. Tao lại tưởng mày không chết luôn chứ. Mẹ, ghê đấy. Ồ, mình cứ tưởng là nó không chết luôn chứ. Ai về nó cũng rộng. Ok. Ê, đây rồi. Đúng rồi. Nâng thớt lên cái này là Platinum Ball. Nó dập cái thớt kiểu này thì cả nhà mày xưng cái đầu lên con à. Trời đất ơi, xịn chưa? Thấy không, dập thớt cái này không? Cái này là mới 1 chiêu rồi đó nha. Cái này là mới 1 chiêu rồi đấy. Lava Bucket nữa nè. Oh, Lava Bucket cũng hay nè. Có thể kết hợp với con nhện. Ừ. Được luôn. Trời ơi, chuột. Chuột ra bị dập cho. Trời ơi, thớt đập chuột. Ừ, ơi. Xịn vậy. Cái này mắc đi. Fan beam mắc rồi đúng không? À, không phải là low stick mắc rồi. Bây giờ mình nâng cái này mắc lên, không biết nâng cái này lên với lại cái low stick đó, nó có update được chiêu gì hay không. Nhưng mà mình cứ nâng trước cái đã rồi mình từ mình tính sau. Ôi, mấy con này ra giống kiểu là thớt nó dập cái là chết luôn bạn ơi. À, thớt nó dập một cái là đi luôn. Wow. Ở mắt rồi nè, đấy. Wow. Nó thớt nó dập mà nó dập nhanh nữa nha bạn. À, chứ không phải là nó dập mà nó dập theo kiểu là chậm đâu. Nó dập cháy máy luôn. Ôi khủng khiếp. À đâu rồi? Rớt cái này à. Cái này giờ sao? Mắc rồi, 2 cái này mắc hết rồi. Kinh nghiệm thì không nâng được nữa. Cái này đi. 20% đam mà cái đam bây giờ làm cái gì bạn? Đam bây giờ làm cái gì? Trong khi là như đây là nó đủ rồi.
Vậy là hai cái này nó không kết hợp được bạn ơi. Ồ, giờ mình phải nâng cái lava bất kẹt lên để kết hợp rồi. À, kết hợp với con nhện. Ồ, hai cái ngón tay này, này với lại cái low stick thì nó không kết hợp được với nhau mới ghê chứ. Ok, vậy thôi, không kết hợp được thôi bạn, cái gì đâu. Mà thớt dập ác thiệt. Là bà kệ. Ê, 5 rồi. Tính ra cũng nhanh. Boss à. Boss đúng không? Nghe nói mày là boss đúng không? Đâu nhờ. Boss bị thớt rớt kiểu này thì chắc boss cũng không sống thọ đâu. Boss mà thớt rớt kiểu này thì boss chắc cũng nhanh lắm bạn ơi. Nhanh thiệt luôn á chứ không đùa. Ồ, nhanh thiệt luôn á nha chứ không đùa. Rồi chuẩn bị rớt ra một cái rèn màu vàng nè. Tại vì chắc chắn là lava bất kẹt là kết hợp được với nhện rồi. Rồi. Ok, hút cái này vô. Ui. Hai chiêu này thì còn cái gì chịu nổi bạn? Rìu không ta? Rìu hả? Rìu kết hợp được với cái nào không? Không biết nhưng mà thôi lấy cái rìu. Tại mình không biết nha bạn, mình không biết là mình kết hợp được hay không, nhưng mình cứ lấy cái đã. Rồi mình tính sau. Độc nè. Rồi đã vậy rồi còn thêm cái thớt nữa. Sao tụi này nó chịu nổi trời. Nghe có vẻ khủng khiếp đấy. Nghe có vẻ khủng khiếp đấy nha. Ok. Nhưng mà con này lên level nhanh nè. Mới rớt với cái cục mà màu xanh lá. Thì nãy giờ rớt xanh dương xong rồi nó tệ quá. Cái gì nữa vậy? Thấy vậy chứ cũng dễ. Ok, rìu. Quá nhiều điểm kinh nghiệm luôn nè bạn. Quá nhiều luôn. Ok. Ui, ăn có chút xíu cái là lên khoảng chừng là boss à. Mình nói thiệt, boss này bây giờ mình cũng không thèm chơi kỹ năng với nó làm gì luôn. Là thôi có thì xài thôi bạn. Chứ boss bây giờ chơi kỹ năng làm gì, trong khi là bây giờ mình mấy cái chiêu này rớt ra nó còn đam, nó còn to hơn cái kỹ năng của mình nữa. Hang boss này không thọ rồi, chắc chắn rồi, thớt rớt kiểu này đó không? Chết ngay. Hai cái rìu chắc luôn. Ủi. Rớt cái tai nghe này chi không biết nữa. Rìu 5. Rìu 5 rồi bạn ơi. Rìu 5 rồi, để coi. Hơi thiếu điểm kinh nghiệm nha, quái này không có bù lắm á. Rìu 7 là có, nếu mà có thể tiến hóa là tiến hóa được, collab được liền. Trời ơi, mấy con này giờ đúng kiểu là hồi trước là trâu quá nha. Mà hết kết hợp hai chiêu cuối thôi là đã thấy là dễ rồi. Bây giờ mình chuẩn bị lên 3 chiêu. Trời đất ơi, cái mẹ gì nữa vậy. Tao lại mày luôn, một level mỗi khó. Lên level xong cho anh vậy, cái chiêu không có cho cái rìu của tao là tao giận rồi. Thôi, mấy con này nè, coi độc nó giật nè, xong rồi búa cái thớt nó dập nè, mấy con này thì khác gì riếp đâu bạn. Khác gì riếp đâu, nghe nói là quái chặn đường đúng không? Quái chặn đường thì có khác gì riếp đâu, phải không? Cũng chết như ai thôi. Rìu 6, đúng rồi.
Nó tự di chuyển hơi chậm nha, cái này phải lấy tốc độ di chuyển nó nhanh nhanh hơn chút thì nó đã biết mấy. Cái này tốc độ di chuyển hơi chậm. Wow, bây giờ không có cái hút nữa. Ôi da, gì đây? Ây da, xong luôn. Cái này thì đương nhiên là lấy cái này rồi. Ồ, lấy cái này rồi, mắc hai chiêu. Rồi nào, có thể rớt, có thể collab thì rớt cho tao cái. Ừ, tốc độ chuyển nè bạn. Đấy, chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh, hút lẹ. Ủa, không rớt được cái nào luôn hả? Vậy là ba chiêu này không kết hợp được với nhau luôn hả? Xạo vậy. Ồ, ba chiêu không kết hợp được với nhau rồi. Thôi đi rồi, lựa chọn sai lầm rồi. Trời ơi, tao nói rồi, mày đi theo tao là mày chết. Ăn độc không mày cũng chết nữa. Chứ đừng nói chi thớt có rớt kiểu này thì đam ở đâu mà chịu cho nổi bạn. Đam ở đâu mà chịu cho nổi. Trời ơi, tưởng kết hợp được một chiêu nữa, ai về không được luôn. Ôi, ai về không được luôn, xui quá mà chọn cái chiêu nó không đúng không à. Ý, đau hoặc rớt, ai chà, lại rớt cái này. Ok. Lại rớt cái đó bạn ơi. Mình cứ tưởng là rớt cái màu vàng để cho nâng cấp mà cuối cùng đâu có đâu. Cũng thôi, thôi, giờ sao? Giờ chịu chứ sao? Bây giờ nó có một cái hút rồi kìa. Khó lắm bạn ơi, bây giờ không có thằng nào mà đục vui được mình đâu. Thớt nè, rồi đủ thứ như vậy là làm sao nó đục vui được mình được bạn. Có rồi, lia quái, trời ơi, lia nó đã nha. Lia nó đã nha, trời ơi, ôi dạ, ôi dạ, ôi dạ, ôi dạ, ôi dạ. Đâu đấy? Đâu nha? Ok, ok. Dược độc, dược độc quá trời, dược độc luôn. Cái này đi, hết mấy cái kia rồi, bây giờ phải nâng mấy cái này thôi bạn. Không thể nào chạm vô tao được. Bây giờ là tao là bất khả chiến bại, phải không? Không thể nào chạm vô mình được. Cái gì rớt cái gì ra đâu đó nè. À giờ nhưng mà lại rớt cái màu trắng nữa. Rớt cái này nữa. Cái này nâng cái này lên. Ok. Rớt cái gì nữa? Đâu nhờ? Đâu nhờ? Khoan. Mình mới thấy nó rớt cái gì đâu, đâu á. Nâng cấp cái gì nhờ? Rớt cái bụp mà giờ không thấy nè. Nằm đâu á? Mũi tên đâu nhờ? Ôi rối mắt quá, không thấy đường luôn nè. Ôi, lại hút à. Rồi hút gạt thì sao? Bây giờ lại rớt cái này đây rồi. Trời ơi, tao có tốc độ chạy mà mày làm cái gì được tao bây giờ con boss này. Ôi nè, xoay nè. Chết mẹ mày chưa? Chết mẹ mày chưa? Chết mẹ mày chưa? Bỏ chạy luôn à. Boss bỏ chạy luôn rồi bạn. Không, mình có tốc độ chạy nó không dí được mình đâu. Holocoin. Mình có tốc độ chạy tao đố mày dí được tao đó. Có nhiều hơn con boss này mới được chứ một con boss này thì hơi khó. Cái gì không biết nữa, mình đã nói rồi, tao chạy nhanh, mình lấy một cái tốc độ chạy rồi mình qua vượt ra khỏi ngoài tầm với của nó à. Ok ok ok. My menu, bây giờ vô shop và mở thêm một cái nữa không ta? Hút thêm một con nữa đi. Vô. Debut.
Ô cái gì vậy ta? Ồ, để coi nè. Đây rồi. Wow. Con này Hako Hako Absolute Chao Current Weapon Zero Delay trong 5 giây. Ôi, tất cả những vũ khí của bạn nha. Không có phải gọi là thời gian hồi chiêu vậy. Vô là chơi luôn. Xịn. À, xịn nha. Được đấy. À, lấy tốc độ chạy nè. À, lấy attack speed nè. Này 500 lận. Lấy con cũng không được luôn. Hết rồi, 350. À, lấy cái này cũng được. Rồi. Thôi mình xin chấm dứt vào đây. Bạn thấy hay nhớ đây là một like và đăng ký ủng hộ channel mình. Nhớ comment bên dưới em sẽ được thả tim. Tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện với tất cả mọi người nha. Rồi chào mọi người. Take a body's high.